Sang Việt Nam cưới vợ cho con, mẹ chồng Hàn Quốc quẩy nhiệt tình theo văn hóa Việt Nam. Bỏ qua rào cản ngôn ngữ, bỏ qua khác biệt văn hóa của hai đất nước, gia đình nhà trai từ Hàn Quốc sang Việt Nam để cưới vợ cho con trai. Không những mọi người đã cố gắng hòa nhập với văn hóa cưới hỏi ở Việt Nam, mà còn nhanh chóng hòa tan ngay trong ngày vui của cô dâu và chú rể. Mẹ chồng trong bộ áo dài nhung màu xanh lá, kết hạt cườm lấp la lấp lánh, để nhiệt tình nhảy hết mình trong đám cưới. Gương mặt vui vẻ rạng rỡ của mẹ chồng cùng với những động tác dẻo dai mượt mà đi cùng với điệu nhạc sập sình càng làm cho không khí thêm phần sôi động. Không những thế, năng lượng tích cực của người mẹ chồng còn lây lan sang cả mẹ ruột của cô dâu. Một người phụ nữ được xem là hay ngại ngùng trước đám đông cũng đang mạnh dạn bước lên cùng bà xui ngoại quốc quẩy hết mình. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip cũng đã không khỏi ngớt lời khen ngợi người mẹ chồng, đồng thời cũng gửi tặng rất nhiều trái tim để thay lời chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Một số bình luận được mọi người để lại: tâm hồn các bà lúc nào cũng vui tươi như vậy nên các bà mới trẻ lâu ấy. Mẹ chồng chị hòa nhập nhanh quá, lại còn trẻ đẹp nữa. Nhìn bà nhảy mà dễ thương xỉu, chắc lúc trẻ bà cũng đam mê nhảy lắm nhỉ. Cô ấy nhảy đẹp quá, con ái mộ cô lắm cô ơi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.